về với này nó tránh dịch á, thì hôm rày là cũng như ngoài ủy ban có vô là kêu nó cách ly tại nhà rồi đừng có đi đâu hết. Thì giờ vợ chồng nó ở nhà có hai đứa, hai chồng đó. À giờ là hai vợ chồng nó ở nhà rồi. Ở nhà. Tại con về là như vợ chồng của cái đứa con trai chú Vũ vậy, có nói gì và giải quyết gì cái công việc không, của cha mẹ không? Không giải quyết gì, vậy vì nó nghe lời bả, nó không có nói gì tới. Thậm chí bà nội bệnh mà nó còn không tới nó thăm mà. Dạ. Trời ơi. Ủa tức là nghe lời mẹ và không tới thăm không, bà nội luôn. Tới thăm luôn. Ủa sao mà con nghe thông tin là nói con trai của chú Vũ về rồi để cái giấy, con thấy rất là bất ngờ luôn. Mà thật sự là không phải con. Không, không phải, nó không có cái giấy nào, không có gì. Ví dụ như nó nếu mà nó muốn hợp tác với Tám á thì nó phải nó tìm Tám, nó hỏi lý do sao đặng chỉ cho nó con đường để nó hướng dẫn cho nó, là nó giúp cha nó. Mà ngược lại bây giờ nó không muốn thì giờ Tám đâu có ép buộc nó. Dạ đúng rồi, không ép buộc cái đó. Trong thời gian vừa qua, trong suốt cái thời gian mà từ khi mà cái vụ việc mà Thị Màu nổi ở trên cộng đồng mạng là nghe nói về hoàn cảnh của gia đình nhà bà Thị Màu, thì có một đứa con trai, một đứa con gái, bé gái là đang nhỏ tuổi và con bé là đang gọi là bị hại trong cái vụ việc đó, thì cộng đồng người ta không nói đến. Nhưng thật sự cái đứa con trai đã lớn rồi, năm nay bao nhiêu tuổi đứa con trai? Nó 24 tuổi gì đó. 24 tuổi đã có gia đình rồi, có vợ, có con rồi. Có con. Đấy, vậy mà cái việc tày trời giữa cha mẹ với em nó lớn như vậy mà không thấy sự xuất hiện của con trai và không có cái động thái nào mà giải quyết, chưa cần nói là bênh vực trai, bênh vực mẹ, nhưng đúng mà phải rồi. Cần phải có cái động thái để mà giải quyết. Nhưng đây thì lại không có một cái động thái nào, thì cộng đồng mạng lên án cũng rất là mạnh mẽ về cái người con trai của chú Vũ này. Thì không biết là cái em đó thì em ấy có cái suy nghĩ như thế nào và em ấy tìm hiểu cụ thể công việc, câu chuyện đó ra làm sao hay chưa, để làm sao mà liên hệ với cơ quan chức năng. Tại vì một bên là cha mình, một bên là mẹ mình, đều là người sinh ra mình. Đúng rồi. Rồi là em mình nữa, máu mủ ruột thịt cả. Nên là cái việc giải quyết của một gia đình là cực kỳ quan trọng. Mà em đó mới là cái người chính để giải quyết cái sự việc này. Em mới ở giữa mà. Đúng em rồi. Mới lớn rồi. Nên là làm như vậy là một cái điều là không được. Cộng đồng mạng lên án là rất là hợp lý. Nhưng tuy đã lên án như vậy thì cũng mong làm sao mà bản thân em ấy nhìn nhận được những cái sự việc và biết được mình là cần phải làm gì để làm sao mà có thể là mang lại cái sự hòa hợp cho cha mẹ với cho em của mình, chứ không để cái tình trạng như này được. Thế còn muốn hỏi cô Tám nữa là hồi nãy thì cái lúc mà cô Tám có nói về cái bạn trai của con bé, bạn trai của con bé đó, thì là bị bắt trước hay là sau chú Vũ cô? Sau, bắt sau mấy bữa, cũng như sau cả 5-6 bữa gì đó, cũng nhớ mày mày vậy đó, đi cũng như cái bữa là 5 ngày đem ổng về hưng dựng hiện trường. Vâng. Thì ngày sau nữa là mấy đứa YouTube nó tới là nó quay ghi hình bà. Vâng. Thì ngày sau nữa là Tám mới lên, Tám mới chia sẻ. Rồi lần cái ngày đó là bắt cái thằng đó. Vậy là cũng bắt sau chú Vũ mấy ngày luôn á. Sau cũng cả tuần ạ. Vâng, sau cả tuần luôn. Sau cũng cả tuần. Nhưng mà cô Tám có nghe là cái bạn trai của con bé đấy là ở đâu ạ? Quê ở đâu ạ? Nghe thì nghe thoáng thôi chứ Tám không nghe chính xác, là nghe nói ở đâu, ở phía bên Mỏ Cày Nam á. À cũng ở Bến Tre luôn, ở Mỏ Cày Nam vậy. Vậy không biết là thời gian vừa qua thì cô Tám có nghe những thông tin là khi mà cái sự việc xảy ra con trai của họ bị bắt như vậy, không biết phía gia đình của cái bạn trai đó đã không, qua Tám thì không nghe luôn, tại vì Tám lo cái sự việc này là Tám có sự việc cho anh nhưng còn cũng không lo nữa, quan tâm tới mình lo bên đây cũng sẽ lo bên đây cũng sẽ, nó chỉ nghe bắt vậy thôi. Vâng. Chỉ nghe thông tin bắt vậy thôi chứ không biết là cơ quan chức năng họ đã làm việc như thế nào. Vậy thì cơ quan chức năng họ mới có mỗi một lần là dừng lại hiện trường, là dừng lại hiện trường cái gọi là nghi phạm là chú Vũ. Chứ còn lại khi mà bắt được bạn trai của bé Nhi thì người ta cũng không dừng hiện trường gì lại luôn. Không. Nhưng mà bé trai bé đó thì nó có dừng hiện trường ở dưới nhà trọ. À dừng hiện trường ở nhà trọ là có dừng hiện trường ở nhà trọ rồi. Thằng bồ của nó đó. Vâng, thằng bồ dừng hiện trường ở nhà trọ rồi đó. Ừ. À dạ vâng. Còn bé Nhi thì thế nào rồi cô nhỉ? Bé Nhi thì nó cũng như nó đang bệnh đó, thì giờ bả gửi nó đâu bên gì tư của nó. À hiện tại là bé Nhi không có ở nhà, không có ở đây luôn. Chị ruột của bà Màu. Dạ vâng, mà đang gửi bên gia đình ngoại đó. Ừ, gia đình ngoại. Còn lại thì giờ bé là cũng không thấy xuất hiện gì. Ừ. Sức khỏe thứ thì cũng không biết làm sao nữa luôn đấy chứ. Việc này nó rất là tội cho anh bé. Vậy thì cô Tám còn nhớ lại, cô Tám cố gắng nhớ lại cái quá khứ một chút nha. Còn muốn đi quay lại quá khứ một chút là cái ngày mà chú Vũ quen và lấy cái bà Màu này.
thì lúc đó là cô Tám là thua chú bảy mấy tuổi nhỉ? Cô nhỏ hơn ổng là 3 tuổi. À 3 tuổi vậy thì cũng vậy là cô có ngang tuổi với bà Màu hay là nhỏ hơn? Ngang tuổi. À ngang tuổi bà Màu. Vậy là bà Màu là quê là ở Bến Tre mình luôn hay ở đâu ạ? À, quê của bà thì ở ngoài cũng chung xã nhưng mà khác ấp. À thì chung xã nhưng khác ấp. Bà ấp ngoài ấp 4. Vâng. Vậy cái ngày mà chú Vũ quen cái bà Màu này là cô có biết bà Màu không hay là đến khi mà? Không, tại vì lúc đó Tám đi làm xa, Tám không có nhà. À Tám đi làm xa. Tám không có nhà, Tám không có biết, mà khi Tám về là đã có bà rồi. À khi về đã cưới rồi đó. Ờ đã có bà rồi nhưng mà ổng thì không có hờ đời vợ trước. À. Không có đứa con. À. Rồi không biết sau đó thì hai người mới chia tay. À. Ờ rồi cái thời gian mà Tám đi làm hồi đó Tám làm phố á. Thì sau khi Tám về thì đã có bà Màu rồi. Có bà Màu rồi, tức là lúc đấy là thôi người vợ trước, chú Bảy Vũ đã thôi bà trước rồi. Ừ. Đó, đến mà chị Màu. Thế vậy cái người con trai, con vợ trước của chú Vũ giờ đâu ạ? Nó đi làm, mà mẹ nó cũng đi làm phố á. Thì nó có vợ rồi, nó có con rồi. Vợ. Thì nó bây giờ nó bên vợ của nó thì ở Tiền Giang á. Dạ vâng. Thì nghe đâu là hai vợ chồng nó ở bên vợ nó làm. Dạ vâng. Vậy là khi cái sự việc xảy ra thì chắc chắn là khả năng là không hiểu, không biết nó biết hay không. À cũng không biết là biết hay không. Ừ. Phía gia đình cũng không tìm cách để thông tin cho có con. Có thông tin mà không biết nó có nghe hay không. Vâng. Cũng có tìm chia sẻ thông tin mà không biết là có nghe hay không đó. Nên là cũng chưa liên hệ lại gì với bên gia đình mình. Vâng. Giờ đến lúc này thì mới thấy được là cái việc cái vai trò của con cái rất là quan trọng. Thật sự nó được con cái mà thương cha thương mẹ, nghĩ đến cha đến mẹ thì đó là cái điều vô cùng hạnh phúc của người cha người mẹ. Để bao nhiêu công sức nuôi con mà nó giống như hồi nãy con gái cô Tám, lúc cô Tám đi chợ chưa về này, thế là ngồi nhặt lá cho mẹ, nói than là mẹ đi từ sáng giờ chưa về là em lo lắm đó. Ngồi than không phải lo gì mà mấy bữa nay á thì giống như mà không cô đứng lên á. Như vậy á thì cũng lo lắng nhiều lắm, tại cái quãng đường mà từ ở nhà cô đi ra chợ thì nó cây cối rất là nhiều với nó vắng vẻ cô. Đúng rồi. Dạ. Khuya đi thì có ổng theo, ổng phụ chở dạ. Đi. Ừ. Tức là lúc khuya lúc sáng sớm đó là chú phụ chú chở mang bánh cùng cô ra ngoài chợ. À. 4 giờ là Tấm ngoài thì cái bán xong thì đưa ngoài xong thì ổng về. Sáng bữa nào cũng khuya bữa nào cũng đưa đi. Ừ. Cô không có thấy cảm thấy nó lo lắng hay lo sợ điều gì hết hả? Không. Tại Tám đâu sợ đâu. Dạ. Nhưng mà mình là một người ở ngoài sáng mà người ta trong tối mà cô không sợ hả? Không, không sợ. Dạ. Nhiều người ủng hộ Tám cũng sợ đâu. Ủng hộ nhưng mà giống như mà tinh thần thôi chứ đâu có mà bên cạnh mình được đâu cô Tám. Tám cũng chơi luôn rồi. Chơi luôn. Ừ, cũng chơi luôn. Tám dạ. Rồi Tám mấy gì lắm à. Với lại Tám yên tâm nói gì thì nói vậy, nói thẳng ra cái là mình đang sống ở một đất nước mà có luật pháp mà. Đúng rồi. Đó là pháp là cái mà để mà nghiêm trị đất nước cũng như là để mỗi một con người ở trong cái xã hội này mà chấp hành những luật pháp để mà duy trì cái kỷ cương của nhà nước mà đâu phải đơn giản đâu, nên là những vấn đề mà liên quan đó mình không có sợ đâu Tám. Không có sợ, nhiều người cũng hăm he rồi lắm mà Tám không sợ đâu. Vâng. Rồi. Cũng có nhiều người ham he hả? Cũng có người ham he rồi lắm. Có người như ít thôi đúng không? Ừ. Những người ham he đấy là Tám biết là họ có mối quan hệ như nào với thì Tám cũng nghĩ là họ có quan hệ đó mà. À tức là người ta điện thoại cho Tám thôi. À điện cho Tám thôi chứ còn cũng không có gặp mặt để nói đấy gì. À ta dùng sim rác rồi anh. Nếu mà có những cái đó thì Tám cứ phải giữ lại những cái thông tin đó để làm cái bằng chứng nha. Mới mốt là Tám ấy thì Tám biết rồi. Vâng. Giữ lại. Dạ. Tao cũng hâm he rồi cũng dữ lắm á, mà tao đâu có sợ đâu. Vâng, mình cứ làm đúng làm thật có gì đâu mà sợ đâu. Này cô Tám là mới đúng là người phụ nữ Bến Tre nè. Quê hương đồng khởi nè. Dạ. Sẵn sàng đứng lên khi đất nước và khi xã hội cần. Đến giờ là gia đình cần, thật sự thì phải nói rằng là đến thời điểm này chú Vũ đang có những tia sáng về một cái sự tự do trong cái thời gian sắp tới như cô Tám đã chia sẻ. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn vào vấn đề đó là cái thời điểm này chú Tám tuy có 3 người con nhưng mà gần như là các con không quan tâm đến ba. Chú Bảy. Chú Bảy Vũ có 3 người con nhưng mà các con của chú không quan tâm đến chú, mà ngược lại còn cô con gái thì còn lại là chính mang lại cái tai họa cho chú, nên là cũng không, còn vợ thì coi như là người vợ bỏ đi rồi. Nên là chú Tám là một người quá là đơn độc và cơ cực.
khổ cực luôn. May thì được cô Tám cũng như là còn một cô Út nữa đúng không ạ? Đó thì có các như tất em, cả nữa, tất cả mọi cô bác nữa. Đó thì tức là trong gia đình đó. Thế còn lại thì như anh thứ thì cũng bệnh tật như vậy, không lo lắng được gì. Thì mọi cái là đổ dồn lên vai của hai người em gái rồi. Thế còn lại thì cái công sức của Mạnh Thường Quân, của dư luận cộng đồng mạng là cái đó là cái quá lớn luôn, có nói thật với cô chứ. Đó là nguồn động lực lớn để một các cô có thể là làm được đó. Động lực lớn luôn á. Anh Tám cũng suy nghĩ lắm. Không rồi thấy mấy đứa nó nói Tám hôm có người là lên rồi nói là gia đình của chú Vũ đâu ngu hết rồi không không ai xuất hiện không ai xuất hiện mà thật ra là Tám cũng ấy, đợt đó là mấy đứa này nó đi hết rồi đuôi rồi cái Tám cũng nói kệ ai nói gì nói thì để từ từ rồi Tám ấy. Cũng có những người nói như vậy luôn. Có những người ta sót những clip mà người ta không biết đến là cái sự hy sinh vất vả của Tám lớn thế nào dành cho anh trai của mình đúng không ạ? Tám cũng chạy dữ lắm nhưng mà tới khi mà Tám chạy thì ấy rồi. Giống như ban đầu là không có biết đường đi á. Mập mờ mẫm thì cũng chạy tới đi lui cũng mò mẫm vậy. Thì Tám cũng có nói là từ nào giờ Tám chỉ có đi chợ về ăn rồi ngủ. Rồi vậy làm thôi chứ không có đi đâu hết. Đó. Mà hôm nay là Tám đi nhiều nơi rồi. Tám mới nói là bây giờ mình mới hiểu là câu chuyện là mấy người bà già xưa nói là đi một ngày đàn học một sàng khôn. Vậy là Tám bây giờ Tám tự tin là Tám đã học rất là nhiều cái sàng khôn rồi đó. Bởi vậy nên giờ Tám được hơn nửa sàng rồi. Nửa sàng rồi. Đáng phải kiếm lấy vài cái sàng nha Tám. Nói vậy thì đúng là bên cạnh cái cuộc sống an lành, an nhiên hàng ngày của mình, đó là mình lo lắng cho gia đình, mình kiếm tiền mưu sinh rồi về mình nghỉ ngơi thôi. Nhưng bây giờ những cái điều đó thì những cái là mình cũng nên biết. Đấy, đúng rồi. Cái việc của gia đình là một chuyện, tuy nhiên là việc của xã hội nữa thì mình biết thì vẫn hay hơn. Thì con đến chúc Tám là sẽ học được nhiều cái sàng khôn đấy nha Tám. Nói chuyện Tám rất là vui. Tám thì biết xài điện thoại là chỉ cô bắp thôi. Tại vì cứ nghe điện rồi với mình điện mấy người mình làm ăn vậy đó. Đâu cô Tám móc điện thoại ra cho cô bác anh chị xem nè. Tại nhiều cái đợt rồi á, cô bác anh chị nói ủa sao vậy cô Tám sao dở quá không có ghi âm. Điện thoại này sao ghi âm vậy? Đây cô bác anh chị xem nè, điện thoại này đâu có chức năng ghi âm đâu. Có không cô? Cũng có. Ủa có luôn hả? Có rành. Mà đang gọi thì đâu có ghi âm được. Không có. Điện thoại đâu có ghi âm đâu. Chỉ xài điện thoại cô bác rồi liên hệ rồi mà ngăn thôi. Nói chung là Tám ráng bán bánh, bây giờ Tám tính một ngày Tám bán khoảng tầm 100 cái bánh thì Tám phải trích ra là 10 cái bánh bỏ riêng. Bảo với chú là cái phần này là phần tôi để mua smartphone và để còn lên Facebook của kết bạn Zalo. Không, mà nó nói là ví dụ như mà nếu mà có thì Tám mò thì nó cũng ra. Vâng, mà tại vì Tám nghĩ là thôi mình đi làm, mình đi bán, đi buôn về cái mình ăn cơm rồi xong cái mình nghỉ ngơi chút xíu về mình làm. Vâng. Thì chỉ có ăn rồi ngủ rồi đi vậy thôi. Rồi. Chứ đâu có nghĩ là sâu xa tới những chuyện vậy. Tự nhiên nổ ra cái đùng, Tám tưởng đâu là lựu đạn nổ luôn á. Ghê hồn. Cái gì nổ cô? Thì nổ ra chuyện này nè. Nghe tới là hết biết luôn, nó nổ lớn luôn. Nên Tám không ngờ tưởng tượng được. Đó thì sự việc này đâu có ai ngờ trước. Đó thì Tám mới nói trời ơi, giờ mình không biết là mình làm sao, cách nào nữa đó. Nên Tám suy nghĩ dữ lắm luôn. Thì hai chị em cũng bàn bạc đồ này kia cũng chạy. Nhưng mà chạy chữa đồ này kia đồ cũng đi khắp nơi rồi mới hiểu ra tình cảnh vậy đó. Mình cứ đi một ngày đàng mình mới học, sẽ học nhiều cái sàng khôn. Và thật sự mình cứ va vấp mình tìm hiểu thì mình mới biết được đó. Chứ còn những cái đó nhiều khi người ta cũng không có chỉ dạy mình ở trên trường, trên lớp, trên sách, trên vở. Đó. Những cái mình đi mình va vấp mình sẽ hiểu được những điều đó. Đúng rồi. Tốt. Và nữa là cũng rất là may, con phải công nhận là ở làng là cái dù có xui xẻo hay là như thế nào chăng nữa thì gia đình mình phải nói là có phúc đức. Đúng nên rồi. Mới nhận được cái sự yêu thương giúp đỡ rất là lớn từ cộng đồng mạng vậy đó. Từng người một điện thoại tình tới người thì mình làm phước thì được phước. Vâng. Thì Tám cũng nghĩ là vậy, giúp đỡ người thì giờ người ta giúp đỡ mình vậy thôi chứ. Nhiều khi mình nghĩ nói thì giờ gieo cái nào thì cũng quả nấy. Dạ, gieo nhân nào gặp quả đấy. Con cảm ơn Tám rất là nhiều nha. Từ nãy giờ để Tám ngồi chia sẻ với Tám. Con cảm ơn chị Tám luôn nha. Cô Tám nha. Chào cô ạ. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi clip. Vâng, con xin chào cô.